Gặp thẳng mọi người luôn. Đều. Chiều đánh hay là thắng. Hỏi cô đi xem là có con chị em là cùng cha khác mẹ nào không? Con giống thế hả thầy? Hệt luôn. Hôm nay mình chụp được, khó mà. Ngày đầu tiên cho mình giật mình. Quán là thầy đi trên đích ở Mê Lê, không thấy nói gì với mình. Em trông hệt luôn, mà trắng trắng người. Tần thức y hệt, kiểu cao như hệt, không khác hệt luôn, cái kiểu tóc của mình cực giống. Cái mặt, không phải cái chám chám cũng như thế. Hệt luôn. Em nhìn tí mặt em. Cho xem kìa. Em đưa xem rồi. Chuyên nghiệp bếp. Mặc quần áo bếp đấy. Tùy vào cái nhu cầu ở trường đấy, ở cái khoa đấy. Có người thì 1 tháng, 2 tháng, có người 3 tháng. Kiểu thực tập. Có người 2 tuần. Tùy vào cái khoa đấy. Sau cuối cùng là mới được cái phần thưởng hay sao? Đấy là giá trị. Đấy là mới đủ được cái điều kiện để tốt nghiệp chẳng hạn. Và pass được cái kỳ đấy chẳng hạn. Cái đấy quan trọng lắm. Hồi trước là cứ nhìn khống. Tức là quen ai là ví dụ em quen anh chẳng hạn. Anh kia nhân sự đóng nhập cái. Nó chặt lắm. Quy định chặt chẽ lắm. Các khách sạn đều